từ thiên đàng tới trần gian. Trước đây tôi đâu biết làm minh sư cũng cần phải xây nhà, thành ra tôi mới làm minh sư. Tôi đâu biết rằng làm minh sư mình phải chịu khổ quá nhiều, phải làm này làm nọ, làm đủ loại công việc, không bao giờ đủ. Khi tôi ký tên mình vào giao ước trên thiên đàng, trước khi xuống trần, không thấy nói về điều này. Không ai đề cập đến chuyện xây nhà hoặc sống trong lều. Giao ước không giải thích chi tiết, chỉ nói ngài sẽ chịu khổ rất nhiều, ngài chịu nổi không? Tôi nói, được chứ, sao lại không? Làm minh sư sẽ có da đồng, xương sắt, làm sao không chịu nổi, nên tôi nhắm mắt ký đại mà không hỏi nhiều lắm. Khi thấy các chúng sinh quá đau khổ, tôi dội vàng hạ trần. Sau khi xuống đây tôi mới biết, chao ơi, có rất nhiều điều được viết bằng chữ in nhỏ. Những điều dễ thì được viết bằng chữ in lớn để thấy rõ ràng. Nhưng tôi đã bất cẩn và không đọc những chữ in nhỏ. Ồ, không giống nhau. Một vài điều được viết bằng chữ in rất nhỏ, được viết bên cạnh hay ở dưới cùng, hoặc rất nhỏ. Những điều được viết bằng chữ in nhỏ hơn là những điều khó khăn. Những điều được viết bằng chữ in lớn thì không đáng gì hết. Những điều được viết bằng chữ in lớn nói rằng nếu xuống trần, rất nhiều người sẽ thương ngài. Tất cả được viết bằng chữ in lớn. Nhiều người có quyền thế và thông thái trên thế giới này sẽ hỗ trợ ngài. Những điều đó được viết bằng chữ in rất lớn. Và sau đó ngài sẽ nổi tiếng và xuất hiện trên truyền hình. Những điều đó bằng chữ in lớn. Và khi xuống trần, ngài sẽ có nhiều y phục đẹp để mặc cũng bằng chữ in lớn. Và đeo rất nhiều thiên trang, đá quý, mã não, vân vân, đều bằng chữ in lớn. Ngài cũng sẽ có người lái xe cho mình cũng bằng chữ in lớn. Giao ước cũng đề cập đến nhà cửa chứ không phải là không. Chỉ là tôi không biết nhà thì không thể ở lâu được. Giao ước không nói gì về việc chạy khắp nơi từ nhà này đến nhà kia. Chạy nhanh, chạy khắp mọi nơi. Giao ước nói tại mỗi quốc gia sẽ có nhiều người thương ngài, sẽ có nhiều người thương ngài, những người cứ vỗ tay suốt, được viết chữ in lớn. Giao ước nói sẽ có một số người đến gây rắc rối, cũng như có một số kẻ ngốc, rất ít, và còn gì nữa nhỉ? Nhiều người sẽ biết ơn ngài xuống trần giúp đỡ họ khai mở trí huệ và giúp đỡ họ trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài sẽ có nhiều lực lượng bên trong lẫn bên ngoài. Những điều này được viết bằng chữ in rất lớn. Rồi ngài sẽ thấy những bông sen rất lớn. Ngài sẽ cảm thấy, chà, thật dễ chịu. Thật sự xuống trần không có gì đáng lo, không có gì thống khổ, cứ xuống nhanh đi. Sao cần phải đọc nhiều vậy? Mọi thứ đều đã rất tốt rồi. Từ nay mọi thứ đều sẽ tốt. Vậy sao còn chần chờ gì nữa? Chỉ cần ký tên thôi. Ký tên và xuống cho nhanh, bằng không sẽ quá muộn, nhân dân. Nhưng sau khi xuống trần và từ từ đọc những chữ in nhỏ dưới kính lúp mới thấy, ôi trời ơi, quá ra như thế này hả? Tại sao ngươi không nói sớm hơn? Y, Ma Dương nói, dân, chúng tôi đã viết rõ ràng, chúng tôi cho ngài xem và ngài nói không cần đọc. Vậy bây giờ phàn nàn cái gì? Dù sao đời sống cũng ngắn ngủi. Đau khổ hay hạnh phúc đều như nhau, sẽ trôi qua nhanh thôi. Mới chớp mắt mà đã mấy chục năm, quá nhanh. Các cô gái đã từng xinh đẹp, nay trông giống như tôi, với tóc bạc khắp đầu. Cho dù họ nhuộm tóc, vài sợi vẫn sẽ tiết lộ sự thật. Sau 1-2 tuần, vài sợi tóc trắng sẽ lộ ra. Trên đó chúng ta không bận tâm khi ký vào bất cứ giao ước nào vì chúng ta cảm thấy ở thế gian này, thời gian trôi qua rất nhanh, không đáng gì cả. Từ bên trên thấy đời người trôi qua trong nháy mắt, nên chúng ta sẽ ký bất cứ gì một cách vui vẻ. Nhưng sau khi chúng ta xuống trần thì nó khác. Trên đó không có cảm xúc, không lo lắng, không ngã chấp, không tâm trí, không có mấy điều quan trọng tới nỗi con người khao khát. Vì từ trên đó xuống trần, chúng ta phải đi ngang qua cảnh giới thứ ba. Ví dụ như từ cảnh giới thứ năm đi xuống, quý vị cần phải đi ngang qua cảnh giới thứ ba.
quý vị sẽ được trang bị với một vài công cụ và trang phục ở đó. Sau đó quý vị sẽ muốn tạo ra nhiều thứ, sẽ muốn xây cái này, cái nọ, có cái này, cái kia, sẽ muốn dùng tài năng của mình tạo ra nhiều thứ trên thế gian và giúp tô điểm thế gian, và đồng thời những thứ khác nữa. Rồi khi đi xuống cảnh giới thứ hai, quý vị sẽ được trang bị tâm trí. Tâm trí khác với não bộ. Khi xuống thấp hơn, quý vị mới có não bộ. Tâm trí rất mạnh mẽ và có thần thông, và quý vị sẽ biết nhiều điều qua nó. Nhưng đừng vui mừng sớm vậy. Khi quý vị xuống trần, nó sẽ bị chặn bởi những thứ khác. Thành ra chúng ta trở nên điếc và mù. Chúng ta có nhiều tri thức, nhưng không thể đào nó ra mà dùng. Chúng ta hiểu nhiều nhưng không nhận thức được nó bởi vì nó bị chặn. Chúng ta có thể có nó nhưng cần phải nỗ lực vất vả mới kiếm lại được. Phải mất cả đời mới kiếm lại được ít nhất 2 phần 3 hay nửa cuộc đời mình. Nếu thực sự nỗ lực và tu tập chỉ để có thần thông thì chúng ta có thể có nó. Chỉ là mất rất lâu mới lấy lại lực lượng của mình vì đó chỉ là lực lượng từ cảnh giới thứ 3. Nhưng không ích lợi gì nhiều, nó vẫn còn trong tam giới. Và khi tới cảnh giới thứ hai, chúng ta sẽ được trao cho không phải não bộ mà là tâm trí. Ý ta nói, nó cũng là não bộ, nhưng là lực lượng vô hình đằng sau nó. Tâm trí cho chúng ta rất nhiều, chúng ta có thể biết nhiều điều và trở nên thông minh, nhưng chỉ trên thế gian này thôi, và tâm trí cũng có nghĩa là trí tuệ. Khi có tâm trí, chúng ta có ngã chấp. À, ta có thể làm điều này. Ta là như vậy, ta là như thế. Nó cũng mang lại nhiều vấn đề. Có người không làm được gì nhiều, thì họ trở nên mặc cảm tự ti và tự trách bản thân. Tất cả đều từ tâm trí mà ra. Đó không phải là chúng ta. Chúng ta đến đây, học này, học kia, rồi chúng ta nghĩ chính mình làm. Chúng ta nghĩ mình làm được hoặc không làm được. Bất cứ gì làm được thì khiến cho mình kiêu ngạo. Bất cứ gì không làm được thì khiến cho mình cảm thấy tự ti. Và xuống thấp hơn nữa, đó là cảnh giới Atula. Nơi này cho chúng ta các công cụ khác nhau. Có lẽ các công cụ đó có thể giúp mình một cách nào đó trên thế gian, nhưng cũng không ích lợi gì nhiều. Nó không giúp chúng ta được giải thoát. Nếu nhớ lại thần thông của mình thì chúng ta lại tạo nhiều nghiệp chướng hơn. Và rồi khi chúng ta tới cảnh giới Atula, nó sẽ cho chúng ta những cảm xúc hỷ, nộ, ái, lạc. Nếu không có hỷ, nộ thì đã rất tốt rồi. Có tình thương cũng rắc rối, không chỉ hỷ, nộ mới mang lại cho chúng ta rắc rối. Tình thương ràng buộc mà tâm trí cũng tính toán mọi thứ ở đó. Khi xuống trần, chúng ta đã bị ràng buộc bởi nhiều luật lệ. Chúng ta nên làm điều này, không nên làm điều kia. Xã hội sẽ không cho phép hoặc chấp nhận, vân vân. Nhưng xã hội là cái gì? Nếu không ai xuống trần thì đâu có xã hội, phải không? Không có quá nhiều luật lệ để trói buộc con người. Chúng ta đều bận rộn, bận làm nhiều việc, nào là trung quân, ái quốc và tín ngưỡng của mình nữa. Cái gì cũng khiến mình làm việc rất nhiều. Nên khi nào cởi bỏ hết những thân thể đó, chúng ta mới tự do. Tam thân, ba thân thể, trói buộc chúng ta trong thế giới của thành, trụ, hoại không. Thật sự không hữu ích, chỉ khiến chúng ta bận bịu và không thể thăng hoa. Chúng ta cứ rơi và chìm trong đây, làm việc bất tận, hết lần này sang lần khác. Nhiều người gọi là thiên tài hoặc thần đồng từ nhỏ đã biết cách chơi nhạc cụ. Những người đặc biệt thông minh là vừa mới quay lại. Cho dù họ thông minh, nổi tiếng hay thành công thế nào đi nữa thì cũng vẫn vậy. Vẫn luân hồi trong dòng luật lệ bên trong tù ngục này. Và đều là ngã chấp. Chúng ta nghĩ mình tuân thủ luật, hiểu luật thế này thế nọ, nhưng đều là ngã chấp, đều vô dụng. Mà lại quá nhiều đau khổ. Sau khi nhìn thấu tất cả, chúng ta cảm thấy các chúng sinh đau khổ quá nhiều và quá đáng thương. Còn những người chưa nhìn thấu thì cảm thấy họ đang làm việc tốt. Họ làm điều này, cung ứng điều kia trong xã hội.
thành công và có danh tiếng, chăm sóc gia đình chu đáo, thành công trong đời. Và họ cứ tiếp tục làm như vậy, tự mình bận rộn, cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Quý vị không thể đạt được nhiều trên thế gian này, dù thành công thế nào chăng nữa, sau vài chục năm, quý vị vẫn phải bỏ lại tất cả đằng sau. Thành công hay không thành công cũng như vậy mà thôi, quý vị phải luân hồi. Quý vị không biết đi đâu kế tiếp. Quý vị vẫn chạy xung quanh bên trong nhà tù, chỉ là ở một nơi khác, một phòng khác. Lúc đó, tâm trí lại nói với chúng ta, hay quá, ta vĩ đại, ta thành công. Và chúng ta tự hào về điều đó. Nếu hài lòng với một mối quan hệ, đôi khi chúng ta cảm thấy tự hào và quên mặt kia, rồi chúng ta không thể thăng hoa. Chúng ta cứ chạy lòng vòng như vậy. Đôi khi càng thành công, chúng ta càng thất bại. Nó trói buộc linh hồn mình ở đây. Cho dù chúng ta làm gì đi nữa, cuối cùng cũng chẳng có gì hết. Nhiều người rất thông minh và thành công trong xã hội, được người khác tôn trọng như là gương mẫu, nhưng cũng giống nhau thôi. Cuối cùng họ ra đi trong tích tắc mà không để lại gì. Mọi thứ đều trả lại cho thế giới. Nếu họ không có đau bệnh hoặc tổn thương thân thể, hoặc đau khổ về mặt cảm xúc, thì đã tốt lắm rồi. Bằng không, tất cả họ đều khổ như nhau, và càng thành công, họ càng bận rộn. Nên họ bỏ bê mặt kia, mặt quan trọng nhất. Thật đáng thương. Càng tu hành, chúng ta càng cảm thấy rằng chúng sinh rất đáng thương, vô cùng đáng thương, như thể họ bị lạc mất đường, thật sự không thể tìm ra, vô cùng khó khăn. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng vào ngày 15 tháng 6 năm 2019 tại Formosa.